Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thành Đô và Thanh Vy sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đang được quan tâm. Chương trình sáng nay sẽ có những thông tin nổi bật nào? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua ngay sau đây. Con Tum liên tiếp xảy ra 7 trận động đất, trận lớn nhất có cường độ 4,2 độ Richter. Cháy căn hộ chung cư cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người hốt hoảng tháo chạy. Nguy hiểm với hành vi quay đầu xe ẩu gây tai nạn, những tình huống này sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị qua camera 24 giờ. Sớm làm lồng đèn trung thu truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng vào mùa sản xuất. Chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng, giám đốc một công ty xây dựng lãnh án. Điểm lại những ngành học lấy điểm chuẩn cao nhất trên cả nước năm 2024. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên địa bàn tỉnh Kon Tum thường xảy ra các trận động đất. Tính từ 0 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày hôm qua, thì tại huyện Kon Plong đã xảy ra tổng cộng là 7 trận động đất, trong đó trận lớn nhất có cường độ là 4,2 độ Richter. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất đầu tiên trong ngày được ghi nhận xảy ra vào lúc 10 giờ 41 phút 43 giây, có độ lớn là 3,2 độ Richter, độ sâu chấn tiêu là khoảng 8,1 km. Liên tục sau đó, tại khu vực này xảy ra liền 6 trận động đất khác. Trận gần nhất được Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận là lúc 13 giờ 52 phút 42 giây, có độ lớn là 2,7 độ Richter. Trong số các trận động đất trên, trận động đất mạnh nhất được ghi nhận có độ lớn 4,2 độ Richter xảy ra lúc 13 giờ 5 phút 03 giây. Tất cả các trận động đất được ghi nhận có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trong những tháng qua, tại khu vực huyện Kon Plong liên tục xảy ra động đất, trong đó trận động đất lớn nhất có độ lớn 5 độ Richter. Còn về tình hình quả quạng, nhà xưởng thu mua phế liệu tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội vừa xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Theo thông tin ban đầu, do nhà xưởng chứa nhiều phế liệu nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường dập tắt lửa. Đám cháy sau đó được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Tại căn hộ trên tầng 26 của một chung cư cao cấp ở phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa xảy ra cháy khiến cho nhiều cư dân hốt hoảng tháo chạy. Thời điểm xảy ra cháy, chuông báo động chung cư reo lên, hàng trăm cư dân nghe tiếng chuông báo cháy đã hoảng hốt tháo chạy xuống đất theo lối thang bộ. Lực lượng bảo vệ, nhân viên kỹ thuật phối hợp với cư dân nhanh chóng tiếp cận khống chế được đám cháy bên trong căn hộ trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt. Dù quả quạng là một số vật dụng bên trong căn hộ bị hư hại, may mắn là người bên trong căn hộ kịp thời thoát ra ngoài. Bước đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình tham gia giao thông, nhiều lái xe khi quay đầu xe lại không chú ý quan sát và thậm chí là sẵn sàng quay đầu xe ở những vị trí không cho phép, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Và camera 24 giờ sáng nay sẽ tiếp tục phản ánh về tình trạng này để người tham gia giao thông có thể nâng cao ý thức. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, hành động quay đầu xe không đúng quy định còn xảy ra ở trên đường cao tốc, thậm chí ngay giữa cầu. Cao tốc quốc lộ 45, Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Giọt. Xe ô tô gắn camera hành trình đang chạy với tốc độ cao. Phía trước, ở làn đường bên cạnh, một chiếc xe ô tô ngang nhiên quay đầu, chạy ngược chiều trên cao tốc. Hành động quay đầu xe của tài xế khiến cho nhiều người tham gia giao thông cảm thấy lo sợ. Ngay sau đó, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4, Cục Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản và xử phạt theo quy định của pháp luật với người điều khiển phương tiện. Trên một cây cầu ở thành phố Hà Nội, dưới ba làn đường một chiều, các phương tiện đang tham gia lưu thông. Nhưng tài xế điều khiển xe ô tô màu đỏ vẫn thản nhiên chặn ngang dòng phương tiện để quay đầu, sau đó đi ngược chiều trở lại. Hành vi quay đầu đi ngược chiều trên cầu là vi phạm luật giao thông đường bộ, mất an toàn
và dễ gây ra tai nạn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, các lái xe chú ý không được quay đầu trên cầu đường bộ. Các lái xe cần đi hết đoạn cầu, sau đó quay đầu tại vị trí đúng quy định để trở lại điểm đến. Đây là tuyến đường Trịnh Giang Bô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Xe ô tô gắn camera hành trình đang di chuyển thì bất ngờ có một xe máy đang quay đầu xe sang đường tại vị trí phần đường dành riêng cho người đi bộ. Do máy quay đầu xe nên người điều khiển đã không để ý lúc này có xe ô tô đi tới. May mắn thì xe ô tô đã kịp thời giảm tốc đánh lái sang phải, tránh được một vụ va chạm xảy ra. Theo camera an ninh ghi lại, bên phải đường, chiếc xe ô tô bật đèn xi nhan và đang thực hiện động tác quay đầu. Nhưng từ phía sau cùng chiều, một người phụ nữ đi xe máy chở hàng công kênh vẫn cố gắng chen lên. Và một vụ va chạm đã xảy ra giữa hai phương tiện khiến người đi xe máy bị tông ngã, trong khi chiếc xe ô tô cũng bị hư hại. Thưa quý vị, qua tình huống này chúng ta thấy rằng việc chọn thời điểm an toàn để quay đầu đối với xe ô tô là điều mà các tài xế nên lưu ý. Còn với xe máy, khi thấy phương tiện phía trước xi nhan chuyển hướng thì cần phải giảm tốc độ để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cũng cần phải nghiêm chỉnh chấp hành đúng luật, chỉ quay đầu xe khi đủ điều kiện an toàn và quay đầu xe tại những điểm quy định trên tuyến đường xe đang lưu thông. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại. Lê xanh là cây ăn trái đặc sản của vùng ôn đới nước ta, được trồng ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Hiện thì đang vào mùa lê, tại các chợ ở thành phố Hà Nội bày bán nhiều loại trái cây này. Các tiểu thương cho biết là lê xanh có loại 1, loại 2 và loại 3. Trong đó hàng loại 1 mẫu mã đẹp, trái to, giá từ 50 đến 70 ngàn đồng. Lê xanh được trồng nhiều ở thị xã Sapa, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trái lê xanh có hình bầu dục, trọng lượng từ 300 đến 400 gram, thịt lê trắng, nhiều nước, ăn ngọt. Trái lê xanh chín vào khoảng tháng 8, tháng 9 hàng năm. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bắc Hà, ước tính sản lượng lê trên địa bàn đạt 240 tấn một mùa. Huyện Bắc Hà đang có chủ trương giữ gìn, phát triển, mở rộng diện tích, nâng cao hiệu quả kinh tế của cây lê xanh. Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng có vùng đất đồi thích hợp cho nhiều loại cây trồng phát triển, và trong đó thì có trái bứa. Trái bứa cũng là sản vật đặc trưng của vùng đất này, và mùa hè chính là thời điểm thu hoạch bứa. Dọc đường lên núi Ngọc, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn có nhiều cây bứa lâu năm. Cây bứa thường mọc cạnh nhau tạo thành một vùng. Khi trái bứa còn xanh thì có vị chua gắt, nhưng khi chuyển vàng lại có vị ngọt thanh và thơm. Vị của ruột bứa rất giống với trái măng cụt. Năm nay bứa mất mùa nên giá bán tăng. Ngoài bán trái tươi thì người dân còn bán bứa khô. Mỗi một ký vỏ bứa sơ chế sạch sẽ, phơi khô có giá khoảng 300.000 đồng. Với người dân Đồ Sơn, trái bứa đã trở thành nét riêng độc đáo trong ẩm thực nơi đây. Khi được phơi khô, dùng quanh năm để làm nước rau muống luộc, nấu rêu hay kho cá biển. Cứ vào mỗi dịp Trung thu, bên cạnh được thưởng thức hương vị của món bánh quen thuộc, thì trẻ em còn thích thú với những món đồ chơi rực rỡ sắc màu. Ngày nay thì những món đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn được nhiều em yêu thích, và trong đó thì có lồng đèn. Vì vậy mà khi gần đến Tết Trung Thu thì người dân ở làng Lồng Đèn Phú Bình, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh lại tất bật sản xuất để cung ứng cho thị trường những chiếc lồng đèn đầy màu sắc. Tại gia đình ông Nguyễn Đình Chiến, các thành viên đang rộn ràng chuẩn bị hàng phục vụ dịp Tết Trung Thu. Ngoài lồng đèn hình ngôi sao, con thỏ, con bướm, năm nay gia đình ông nhận nhiều đơn hàng đèn lồng hình con cá. Ông Chiến cho biết, để đáp ứng nhu cầu thị trường vào mỗi dịp Trung Thu, gia đình ông đã lên kế hoạch sản xuất từ rất sớm. Ngay từ đầu năm, gia đình ông đã tích cực chuẩn bị nguyên liệu. Đến gần Tết Trung Thu, các thành viên tập trung vào công đoạn vẽ tranh tạo hình để hoàn thiện từng sản phẩm và kịp giao hàng cho khách. Để thích ứng với xu hướng mua sắm thời hiện đại, các hộ gia đình làm lồng đèn truyền thống ở làng nghề Phú Bình còn bán sản phẩm trên các trang thương mại điện tử và mạng xã hội. Nhờ đó, lượng sản phẩm tiêu thụ tăng lên, người dân có thêm thu nhập, tạo động lực để bà con giữ gìn và phát triển nghề truyền thống.
Phần tiếp theo của chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay sẽ là những thông tin đáng chú ý sau. Chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng, giám đốc một công ty xây dựng lãnh án. Những ngành học lấy điểm chuẩn cao nhất trên cả nước năm 2024. Hà Nội sắp khai mạc lễ hội quà tặng du lịch 2024. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bi, sinh năm 1969, cựu chấp hành viên Cục Thi hành án Dân sự tỉnh An Giang, trú tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Bi được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành án bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang, buộc bà NTU phải trả cho ông NVT và bà LTN số tiền trên 958 triệu đồng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bi đã thu đủ số tiền trên của bà Ư và viết biên lai thu tiền. Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt số tiền để sử dụng cá nhân, Bi thông báo với bộ phận kế toán cơ quan quỹ biên lai thu tiền thi hành án do viết nhầm biên lai, và Bi không nộp lại số tiền trên cho thủ quỹ, không thông báo cho ông T và bà N. Sau khi sự việc bị phát hiện, Bi đã giao nộp lại số tiền chiếm đoạt. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bi mức án 8 năm tù giam về tội tham ô tài sản. Với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trần Văn Cảnh, 39 tuổi, ngụ phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 16 năm tù trong phiên xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng, Cảnh là giám đốc một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình nhà ở. Từ năm 2017 đến năm 2019, thì Cảnh mượn tiền của nhiều người ở thành phố Rạch Giá và thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, với lý do trả tiền cho công nhân, tiền mua vật liệu xây dựng, đáo hạn ngân hàng. Ngoài ra, Cảnh còn kêu gọi nhiều người góp vốn làm ăn. Đến tháng 4 năm 2020, Cảnh không còn khả năng thanh toán tiền nên bỏ trốn. Tổng số tiền Cảnh chiếm đoạt của 9 người là hơn 6 tỷ đồng. Ngoài mức án 16 năm tù, Cảnh còn phải trả số tiền đã chiếm đoạt. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, một số trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long liên tục đăng tải các hình ảnh của các cháu bé với nội dung là tìm trẻ lạc, mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ gấp và chỉ có một số điện thoại là phụ huynh của các cháu này. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh điều tra và kết quả là thông tin tìm trẻ lạc nói trên là giả mạo bịa đặt. Cụ thể, trước đó vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, Facebooker có nickname An Nguyên đăng trên fanpage chợ Trà Ôn với nội dung bé gái 13 tuổi ở Trà Ôn mất tích sau khi đi học thêm. Đầu tháng 8, Facebooker này tự xưng là mẹ đang tìm con trai đi lạc mất tích. Chưa dừng lại, mới đây nhất, Facebooker trên đăng tải hình ảnh một bé trai kèm theo nội dung tìm người thân cho bé vì bé đi lạc. Khi các thông tin này được đăng tải trên mà trang fanpage chợ Trà Ôn chưa lâu thì đã có hàng trăm lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Những thông tin trên đã gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong người dân. Tiến hành xác minh, công an huyện Trà Ôn xác định những thông tin trên đều là giả, không có thật. Cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, giả mạo như trên. Đến nay, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2024 với nhiều ngành có mức điểm chuẩn tăng so với năm ngoái. Và theo đó, thì có gần 100 ngành tại các trường đại học có điểm chuẩn từ 28 trở lên, tức là thí sinh phải đạt trung bình là từ hơn 9,3 điểm một môn mới đổ. Hầu hết thì các ngành có điểm chuẩn cao đều xét tuyển theo khối C00. Dẫn đầu về điểm chuẩn là ngành sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với tổ hợp C00 với 29,3 điểm. Xếp sau đó là ngành Trung Quốc học của Học viện Ngoại giao với 29,2 điểm và ngành quan hệ công chúng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân Đại học Quốc gia Hà Nội với 29,1 điểm. Một số ngành khác cũng có điểm chuẩn trên 29 là Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao, Sư phạm địa lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hàn Quốc học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân Đại học Quốc gia Hà Nội cùng có điểm chuẩn 29,05. Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2024 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và hưởng ứng năm du lịch quốc gia Điện Biên năm 2024. Lễ hội sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 23 tháng 8 tới.
Và sự kiện này thì không chỉ là hoạt động kích cầu du lịch thường niên mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, thu hút du khách đến với thủ đô trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 với hơn 80 gian hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng của Hà Nội tại phố Trần Nhân Tông. Với 8 không gian được thiết kế độc đáo, khu giới thiệu, triển lãm, quảng bá du lịch Hà Nội hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Từ ẩm thực 36 phố phường, thủ công mỹ nghệ tinh xảo đến công nghệ 3D mapping hiện đại và những góc chụp hình sống động, du khách sẽ được đắm mình trong không gian văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Bên cạnh các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2024 còn mang đến một không gian văn hóa đặc sắc. Từ những màn biểu diễn võ thuật phô phi nam, âm nhạc truyền thống đến các lễ hội dân gian, du khách sẽ có cơ hội khám phá và cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa Hà Nội. Thông qua lễ hội này, Hà Nội không chỉ giới thiệu quảng bá các sản phẩm quà tặng du lịch thương hiệu Việt mà còn góp phần kích thích sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất quà tặng, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo, đồng thời làm gia tăng trải nghiệm du lịch phong phú cho du khách, thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch thủ đô. Lễ hội Chợi Trâu truyền thống Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cũng sắp diễn ra, cũng là kỷ niệm 35 năm lễ hội này được khôi phục và phát triển. Trong 35 năm qua, chủ đề để chủ động xây dựng lễ hội đảm bảo các nghi thức, nghi lễ truyền thống và an toàn cho các mùa lễ hội, thì sau mỗi lần tổ chức, quận Đồ Sơn đều rút kinh nghiệm và tìm ra những cách làm mới nhằm quảng bá lễ hội đến với đông đảo người dân và cũng như là du khách. Và năm nay cũng như vậy, lễ hội Chợ Trâu Đồ Sơn sẽ có nhiều nét mới. Năm nay, quận Đồ Sơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động như hội thảo khoa học với chủ đề giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội Chợ Trâu Đồ Sơn, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chương trình văn nghệ tuyên truyền lưu động và trưng bày ảnh hiện vật gắn liền với 35 năm khôi phục và phát triển lễ hội cùng nhiều hoạt động sôi nổi khác. Các hoạt động trong dịp 35 năm khôi phục lễ hội này thì thứ nhất phải kể đến là lần đầu tiên chúng tôi sẽ tổ chức một hội thảo. Chúng tôi cho rằng đây là một cái hết sức quan trọng. Qua cái hội thảo này sẽ đánh giá nhìn nhận lại hơn nữa về giá trị về văn hóa lễ hội gắn liền với đời sống của người dân miền biển Đồ Sơn. Cũng qua hội thảo thì cũng sẽ đánh giá được để mà thống nhất các cái nghi lễ truyền thống, để thống nhất trong các phường để mà tổ chức thực hiện theo một cái quy chuẩn. Ngoài các nghi thức truyền thống như lễ dân hương, thượng cờ, khai hội, lễ rước nước, lễ thần linh và lễ tống thần, phần chính hội sẽ được tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2024, tức mùng 9 tháng 8 âm lịch, tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn. Ban tổ chức lễ hội Chợi Trâu quận Đồ Sơn còn đặc biệt lưu ý đến công tác kiểm tra chất lượng trâu tham gia lễ hội. Năm nay là chúng tôi mới kiểm tra một đợt kiểm tra trâu. Đợt thứ hai là dự kiến vào ngày 23 tháng 8 thì sẽ tiếp tục là kiểm tra trâu đợt 2. Và đợt thứ ba thì sẽ sau ngày mùng 1 tháng 8, có nghĩa là sau khi lễ thượng cờ khai hội thì sẽ kiểm tra trâu lần 3. Đây là lần chốt quyết định để mà đánh giá, xem xét, và ngay kể cả đến thời gian cận kề với lễ hội rồi thì nếu như mà có trâu mà không đảm bảo thì chúng tôi vẫn kiên quyết lại không cho tham gia lễ hội để đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho lễ hội Chợ Trâu cũng như là du khách. Phát huy thành công của các mùa lễ hội trước, thời điểm này ban tổ chức lễ hội Chợ Trâu Đồ Sơn đang tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các phần việc liên quan đến lễ hội, tăng cường công tác quản lý tổ chức nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho lễ hội và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, góp phần quảng bá văn hóa con người Đồ Sơn đến du khách. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.